Vâng, xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị cùng tất cả các bạn có mặt trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thực sự thì bây giờ là rung quá. Vừa mới chạy xe từ Bình Thuận chạy vào đây. Vào liền thì được ban tổ chức cho nhận một cái nhiệm vụ, đó là làm sao để buổi chiều ngày hôm nay mà kích thích cho tất cả quý anh chị có mặt trong chương trình buổi chiều này hôm nay là thức mà có nhiều năng lượng tới hết cái buổi chiều ngày hôm nay. Các anh chị cũng phối hợp cùng với Nghiệm ạ. Cái chủ đề của Nghiệm buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có thể là rất là hay, nhưng mà cũng có thể là ở đâu đó cũng có thể anh chị đã có rồi. Nhưng mà không sao hết, chúng ta vẫn phải đi hết, là bởi vì sao? Làm Amway là giống giống như một cái bản nhạc, đúng không? Giống như cái bản nhạc vậy đó. Thì nó có cái chủ đề nó hào hứng, có cái chủ đề nó trầm lắng, có cái chủ đề nó hay và có những cái chủ đề nó chưa có hay. Nhưng mà rồi để có một bản nhạc hay thì chúng ta phải có tất cả các cái nốt nhạc, đúng không ạ? Đúng không anh chị? Và chúng ta cho chính chúng ta một tràng pháo tay vì cái năng lượng mà chúng ta đã ngồi mặc dù. Thời tiết thì không ủng hộ cho chúng ta lắm, nhưng mà chúng ta cứ ngồi chờ, bây giờ tới chiều chắc chắn sẽ có cơn mưa, đảm bảo luôn. Nếu kiên thì ngồi tới chiều chắc chắn sẽ có mưa nha. Và sáng hôm nay thì chúng ta đi qua mấy chủ đề đó. Mấy chủ đề, ba chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là phân tích hoa hồng tiền, đúng không ạ? Mới đầu tiên mở mặt ra mà thấy tiền là chúng ta thấy hạnh phúc rồi, thấy sướng rồi, đúng không ạ? Thấy tiền là sướng rồi. Vậy thì khi mà các anh chị thấy tiền như vậy á, các anh chị thấy làm Amway lớn hay nhỏ? Ở đây có rất nhiều người mới nha, nghĩa thấy có nhiều gương mặt mới lắm, mà chắc lần đầu tiên nghe tới tiền, đúng không? Thấy lớn đúng không? Ở đây có bạn này mới này, đúng không? Bạn thấy Amway lớn không? Lớn, lớn, nói to cho cả nhà rằng là Amway là lớn. Amway lớn rồi, cho bạn này, bạn. Rồi, bạn rất tuyệt vời ha. Vì nó lớn cho nên cái ý chí chúng ta mới lớn như vậy, năng lượng của chúng ta mới nhiều như thế, thì mới có được cái giá trị lớn như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự Nghĩa cũng khai với các anh chị rằng đó là Nghĩa có 15 năm, bữa nay là gần 20 năm rồi các anh chị. 20 năm trong lĩnh vực y tế. Có nghĩa trước đây Nghĩa làm 15 năm trong bệnh viện, sau đó thì nghỉ. Sau khi biết Amway, làm Amway được 2 năm thì nghỉ, nghỉ ra ngoài. Bây giờ hiện tại thì vẫn chưa toàn thời gian cho Amway, nhưng mà gọi là bán một chút chút thời gian cho công việc truyền thống, gọi là giữ lại một chút về truyền thống. Còn lại đâu đó nó vẫn tập trung hoàn toàn cho Amway, đâu cỡ khoảng 70% rồi các anh chị. Và công việc đơn giản của Nghĩa, mỗi ngày cũng đi bán kem răng và nước rửa chén mà thôi. Các anh chị có tin không ạ? Tin không ạ? Vậy thì cho Nghĩa một tràng pháo tay nào. Chủ đề đầu tiên đó là tiền, phân tích về giá trị 15 loại hoa hồng của Amway. Thế thì bây giờ các anh chị muốn chúng ta là thu nhập bao nhiêu một tháng trong Amway nào? Bao nhiêu một tháng trong Amway? Các anh chị muốn mình là trở thành là gì ạ? FC hay là Diamond hay là Emerald? FC à? Diamond hay FC? Bao nhiêu người FC vậy đây? Bao nhiêu người FC? Thế bao nhiêu người Diamond? Rồi, cảm ơn mấy người FC, cảm ơn mấy người FC. Bao nhiêu người Diamond? Bao nhiêu người Diamond? Một ít là mấy người này là gì? Không FC, không Diamond thì là gì? Rồi, chúc mừng chú. Xin cho con giao lưu với chú tí nha. Xin hỏi chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú năm nay 76 tuổi. Cho chú một tràng pháo tay đi ạ. Vâng. Thực sự chúng con rất là ngưỡng mộ những người giống như chú. Tức là 76 tuổi
vẫn còn ước mơ ngồi đây để trở thành Diamond. Vậy thì có xứng đáng không các anh chị? Chúng ta cùng gửi một lời chúc tới cho chú. Con tin chắc chú sẽ đạt lên vinh quang của Amway là Diamond ở tuổi chưa tới 80. Đúng không ạ? Và Amway là hoàn toàn có thể các anh chị nhé. Amway là hoàn toàn có thể. Không có con đường tắt nhưng mà có con đường cao tốc. Nếu như chúng ta biết đầu tư vé để gọi là trả cái lộ phí đi con trên đường cao tốc á, thì chúng ta sẽ đạt được đích đến ở trên con đường cao tốc. Và cái lộ phí vé đó chính là những cái buổi học tập như thế này, những cái buổi đại hội thành công như thế này, và những cái buổi chúng ta đi giao lưu rally với nhau. Tại đó gọi là cái vẽ để chúng ta trở thành một trong những người mà đi trên cái con đường mà cao tốc chứ không phải là con đường tắt. Đúng không anh chị? Và sáng nay ba chủ đề thứ nhất đó là tiền trong Amway. Và chính cái tiền đó cho chúng ta một niềm tin rằng đó là trong Amway chúng ta muốn ở bất cứ danh hiệu nào thì đó là chúng ta quyết định chứ không phải Amway quyết định. Đúng không anh chị? Vậy thì ở đây đã không ước thì thôi, mà đã làm Amway thì phải là FC. Mà đời này mình không làm được FC á thì phải thừa kế để đời con mình phải trở thành một FC trong Amway, thì khi đó mình mới dừng lại, đúng không ạ? Rồi, thứ hai nữa, sau khi mà chúng ta có được cái danh hiệu, có được mục tiêu mới để chúng ta tới rồi á, thì chúng ta đi tìm cách làm, đúng không ạ? Cho nên hôm nay ban tổ chức sắp xếp một cái lưu trình rất là tuyệt vời, rất là hay, đúng không ạ? Cũng có thuận lợi cho Nghĩa là bởi vì Nghĩa chạy xe từ ngoài đó vào đây cũng kịp buổi chiều ngày hôm nay, và cũng đúng cái lưu trình của cái kế hoạch đề ra. Vậy thì cái chủ đề thứ hai là của chủ đề của anh Điệp, đúng không ạ? Tối ưu hóa thu nhập, đúng không anh chị? Tối ưu hóa thu nhập. Vậy thì để có một cái kết quả lớn thì chúng ta phải có những bước đi nhỏ. Cái bước đi nhỏ đó là những cái cơ cấu tối ưu hóa thu nhập từ công ty đưa ra, đúng không anh chị? Đó là vẽ ra bao nhiêu phần trăm đó, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị còn nhớ không ạ? Để chúng ta thu nhập, Diamond hồi sáng lãnh đạo Lan chia sẻ là bao nhiêu thu nhập, bao nhiêu một năm ạ? Diamond thì bao nhiêu một năm ạ? Bao nhiêu tỷ một năm ạ? 2 đến 3 tỷ hả? 3 tỷ mấy hả? Ủa sao ít vậy? Ủa, bữa trước Nghĩa có một cái bài toán Nghĩa phân tích là một Diamond có thể thu nhập từ 4 đến 5 tỷ một năm. 4 đến 5 tỷ một năm. Vậy là chắc nhánh của chị Lan phân tích là nhánh nhỏ, nhánh 280 triệu. Còn nhánh của Nghĩa là phải một nhánh là 4-500 triệu. Vậy thì ở đâu đó một Diamond trong Amway có thu nhập khoảng 3 đến 5 tỷ các anh chị. Một Diamond có thu nhập 3 đến 5 tỷ. Vậy thì ở ngoài truyền thống bây giờ có những công ty nào cũng có công ty có thể là thu nhập 10 tỷ một năm. Nhưng mà một năm năm sau thì là âm N 20 tỷ. Các anh chị để ý mà xem nha. Ngoài cái phá sản ra thì còn âm N khoảng 20 tỷ. Và bàn của Nghĩa thì đã có rồi. Nha, bàn của Nghĩa đã có rồi. Đấy. Và có những bàn thì bây giờ là chưa công bố phá sản. Nhưng mà nếu như mà với chính sách của chính phủ kéo dài thêm nữa thì có thể là cuối năm nay hoặc là nửa năm sau thì sẽ công bố phá sản. Các anh chị thấy đó ha, ở bên ngoài rất là nhiều rồi. Vậy thì một Diamond có thu nhập khoảng 3 đến 5 tỷ và một Imoro thì có thu nhập khoảng 1 đến 1,5 tỷ và một Founder Latinum mà có một nhánh tách có thu nhập khoảng 800 triệu một năm. Đó là Nghĩa thấy như vậy. Và chiều hôm nay thì rồi tiếp tục cái chủ đề thứ ba là chủ đề gì hả? Chủ đề thứ ba đó là chủ đề ABC. Vì sao phải ABC ạ? Vì sao phải mượn sức? Về sức mình không đủ thì mình phải mượn, đúng không? Mình không đủ mình cứ nghỉ bình thường đi. Mình không đủ thì mình phải mượn. Và mình mượn thì mình phải dựa vào đâu ạ? Dựa vào đại hội thành công,
dựa vào công ty, dựa vào lãnh đạo tuyến trên, dựa vào lãnh đạo tuyến dưới, dựa vào lãnh đạo tuyến ngang. Nhưng mà dựa vào đâu cũng không bằng dựa vào chính mình. Đúng không anh chị? Đúng không ạ? Dựa vào núi thì có ngày núi đổ. Dựa vào người thì có ngày người đi. Nghĩa nói mà nghĩa khóc quá. Chỉ có dựa vào chính mình là bền vững nhất. Nhưng mà Amway nó có một cái rất là nhân văn, đó là gì ạ? Trước khi mà để dựa được chính mình thì dựa vào đồng đội trước, dựa vào đội nhóm trước. Đó là giá trị của Amway, đó là đạo đức trong kinh doanh Amway, đó là văn hóa của Amway. Vậy thì làm Amway đó là làm việc đội nhóm chứ không phải chiến đấu một mình. Nếu chiến đấu một mình thì hãy nhớ đến câu chuyện bỏ đũa nha, hãy nhớ đến câu chuyện bỏ đũa. Ai ở đây chưa nghe câu chuyện bỏ đũa? Chắc chắn là chưa có ai mà không nghe hết, đúng không ạ? Ai cũng được nghe rồi. À, để bẻ một chiếc đũa thì rất là đơn giản, nhưng mà để bẻ một bỏ đũa thì cực kỳ là khó, đúng không anh chị? Đấy, rồi chủ đề thứ ba đó là sau khi mà có ABC rồi á, có chỗ để mượn sức rồi á, thì cả chủ đề chiều ngày hôm nay chủ nghĩa đó là cách xây dựng một mối quan hệ mới hoàn toàn, hoặc là có thể xây dựng lại cái mối quan hệ, đi lại con đường mà trước đây mình đi rồi nhưng mà mình bỏ lâu ngày nó không đi, cỏ nó mọc, đúng không ạ? Và có thể là kích phát cái mối quan hệ hiện tại mình đang có nghĩa là đang quen biết, để mình làm gì ạ? Để mình chia sẻ cái cơ hội mà mình đang có, cái cơ hội kinh doanh của Amway mà mình đang có cho người khác, đúng không anh chị? Bởi vì cái câu chuyện của cái người làm Amway đó là câu chuyện cái người làm Amway, cái cuộc đời của chúng ta là giống như một cái, cuộc đời của chúng ta là giống như một bộ phim mà chính chúng ta là tác giả, chúng ta là người viết cái tác giả của cái bộ phim đó. Vậy thì ai là người xem ạ? Ai là người xem? Chính chúng ta là khán giả luôn. Cuộc đời chúng ta là giống như một bộ phim, chúng ta là tác giả và chúng ta cũng là khán giả luôn, đúng không anh chị? Anh chị nghĩ xem nha. Vậy thì làm Amway chỉ cần là gì ạ? Bạn viết nên câu chuyện của bạn, và viết nên câu chuyện của bạn thì nó sẽ có những cái, có một cái bộ phim nào mà đầu tiên mới vào liền mà nó có cái kết không ạ? Có kết quả không ạ? Chưa bao giờ có. Vậy thì đầu tiên nó phải là khóc, nó phải là làm cho chúng ta khóc rồi cười rồi thế này thế nọ, thậm chí là đau khổ nữa. Phim Hàn Quốc thì đau khổ nữa, đúng không? Rồi đến cuối cùng cái kết, mà kết của phim Hàn Quốc thì nó thường thường hầu nó, cái hầu nó ít, nhưng mà phim Mỹ thường kết quả thường cái hầu nó tốt đẹp, phim Việt Nam cũng vậy, kết quả thường nó tốt đẹp. Vậy thì câu chuyện mình ở đây là mình kể cái mình đang đi làm Amway, có nghĩa là mình đang viết nên câu chuyện của mình để lên cái vũ đài mà Diamond FC cả anh chị kể lại cho những người ở phía dưới, họ bắt đầu đi tìm hiểu Amway và họ chuẩn bị đi vào Amway đi làm á, họ nghe đúng không ạ? Và chiều hôm nay nhiệm vụ của Nghĩa thì là cho Nghĩa một cái bảng lên nào, hỗ trợ cho Nghĩa bảng. Nghĩa không soạn bài nha các anh chị. Nghĩa hồi giờ Nghĩa đi chia sẻ là không có khi nào Nghĩa soạn bài hết, và Nghĩa nói theo những cái gì Nghĩa biết á. Vậy thì các anh chị có rồi nó hơi nóng, hèn gì mà trước khi Nghĩa lên đây thấy anh Trường anh chửi ai trong này, chắc nóng quá anh chửi sao. Vậy thì để ở đây mình để mình có nghĩa là mình Nghĩa sẽ chia sẻ khoảng 30 phút đầu, Nghĩa có được thời gian là một tiếng đúng không ạ? Một tiếng Nghĩa giao lưu mất 15 phút rồi, Nghĩa sẽ chia sẻ khoảng 30 phút đầu. 30 phút đầu là nói về những cái bước mà chúng ta phải làm. Rồi khoảng 20 phút sau á, rồi cảm ơn. Khoảng 20 phút sau á thì Nghĩa sẽ cho các bạn lên đóng vai. Đóng vai giống như kiểu mà người mới á, lấy Nghĩa ra giống vậy đó. Hoặc là cho các anh chị là người mà gọi là chủ đồng, con Nghĩa là khách hàng chẳng hạn, hoán đổi vị trí cho nhau. Hoán đổi vị trí cho nhau ha. Vậy thì để mà tiếp cận một người mới á, để tiếp cận một người mới đúng không ạ, thì chúng ta phải làm bước đầu tiên là bước gì ạ? Phải làm quen đúng không? Phải làm quen trước.
Vậy thì ở công việc ở bên ngoài cũng thế, cũng có hai người. Công việc của Nghĩa, ví dụ công việc của Nghĩa đi, Nghĩa cũng chuẩn bị khám bệnh, cũng có một người ở khám bệnh. Nhưng mà hai cái vị bác sĩ này hai tính cách khác nhau. Cùng một bệnh nhân đó, họ sẽ đi hai bác sĩ hai lần khám khác nhau, và về họ sẽ là đánh giá cái kết quả của cái vị bác sĩ đó. Đúng không anh chị? Các anh chị đã bao giờ đi khám bệnh chưa? Có rồi đúng không ạ? Và sau mỗi lần các anh chị đi khám bệnh về thì các anh chị đánh giá thế nào ạ? Nghe nói cái thằng bác sĩ đó là biết là chuyện gì xảy ra rồi đó. Còn đến cái ông bác sĩ là chuyện gì xảy ra rồi đó. Nhưng mà đến cái anh bác sĩ là thấy mừng mừng rồi đó. Đúng không ạ? Có không? Có không anh chị? Thực tế là như thế. Và chúng ta là khách, chúng ta là người đi kinh doanh Amway thì chúng ta cũng vậy đó. Tức là chúng ta mang một cái điều gì đó tốt đẹp. Cái người kinh doanh á, cái nhà kinh doanh là cái người mà mang những cái giá trị tốt đẹp đi cho người khác thì được gọi là người kinh doanh. Nó mang cái giá trị tốt đẹp đi cho tất cả mọi người ở bên ngoài thì cái đó gọi là nhà kinh doanh. Nhưng mà cái người á mà đi ra ngoài á, mà họ làm bất cứ một cái gì đó mà họ để mang một cái lợi ích gì đó về cho cá nhân mình mà không quan tâm đến giá trị của người khác ở bên ngoài thì họ không được xếp vào, không được xếp vào cái mâm gọi là kinh doanh, mà họ chỉ là con buôn thôi. Các anh chị có nghe khái niệm con buôn và kinh doanh khác nhau chưa? Có nghe rồi đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình là nhà kinh doanh Amway thì mình đầu tiên mình phải xuất phát điểm từ cái tâm trước. Đúng không anh chị? Cái tâm, mang cái tâm của mình, mang cái giá trị của Amway, cái giá trị đó là của Amway. Cái tâm của mình mang giá trị của Amway để chia sẻ cho mọi người ở bên ngoài thì nó mới khớp với một cái giá trị, một cái lý niệm của Amway, đó là nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đúng không anh chị? Đúng ạ. Giá trị của Amway là nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, và mình là người mà dùng cả tâm của mình để mang cái giá trị mà nơi cuộc sống tốt đẹp hơn đó đi chia sẻ với những người ở bên ngoài, cho những người mà đang cần cái giá trị đó, là cần một cuộc sống tốt đẹp hơn á. Họ đi vào cái môi trường này, họ học tập, họ trưởng thành, và họ trở thành một người có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Thì đó là câu chuyện của Amway, và đó là sứ mệnh của tất cả những nhà phân phối chúng ta. Vậy thì trong Amway có người tốt và sẽ có người gì ạ? Chưa tốt, đúng không ạ? Các anh chị thấy bên ngoài nhá, cái này Nghĩa thì không có nói tên ở bên ngoài, nhưng mà ở bên ngoài họ vẫn là nhà phân phối Amway, họ vẫn mang tiếng Amway, nhưng mà ở đâu đó họ vẫn chưa hiểu được cái lý niệm và chưa hiểu được cái giá trị của những nhà phân phối Amway. Cho nên vì sao hàng tháng thì công ty vẫn báo cáo lên ở trên đó, đó là chấm dứt mã thẻ, chấm dứt vai trò nhà phân phối của một số lãnh đạo ở bên ngoài. Vậy thì đó, họ chưa phải dùng tâm để đi làm Amway. Đúng không anh chị? Vậy thì chúng ta muốn dùng tâm, muốn trở thành nhà kinh doanh hay muốn trở thành con buôn ạ? Dĩ nhiên là nhà kinh doanh là đúng ạ. Cho chúng ta một tràng pháo tay nào. Rồi, để bây giờ Nghĩa quay vào chủ đề, quay vào chính của chủ đề ha. Đó là bước đầu tiên, chúng ta gặp một người mới. Chúng ta gặp một người mới dĩ nhiên là trước đó đã có cái cuộc hẹn trước đó rồi, đúng không ạ? Thiết lập cuộc hẹn trước đó rồi. Và chúng ta ở đây có ai mà chưa thiết lập được một cuộc hẹn nào không ạ? Trong quá trình đi làm Amway, chưa thiết lập được một cuộc hẹn nào thành công. Có ai không? Có ai không ạ? Không. Rồi, cho chúng ta một tràng pháo tay. Có chị hả? Ở đây chị là chưa thiết lập được một cuộc hẹn nào thành công, đúng không ạ? Rồi, mới tin luôn. Rồi, cho chị một tràng pháo tay đi ạ. Vậy thì ngày hôm nay chị tới đây á, em đảm bảo với chị rằng sau cái buổi học, sau cái ngày hôm nay chắc chắn về chị sẽ có thiết lập liên tục những cuộc hẹn. Bao nhiêu anh chị muốn điều đó nào? Bao nhiêu anh chị muốn điều đó nào? Trời ơi, mừng quá trời. Rồi, vậy thì để thiết lập một cuộc hẹn thì chúng ta phải có gì ạ? Sự chuẩn bị, đúng không anh chị? Có sự chuẩn bị, đúng không? Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cái gì?
Chuẩn bị cái gì? Trước khi thiết lập cuộc hẹn thì chúng ta chắc chắn phải có cái bước chuẩn bị rồi. Thành công trong chuẩn bị là chuẩn bị cho thành công. Mà thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị thất bại. Đúng không? Vậy thì chuẩn bị thành công để thiết lập một cuộc hẹn để đi làm Amway thì đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là cái gì? Danh sách, đúng không? Cái gì muốn hẹn thì cái gì phải có danh sách, đó là hẹn ai chứ? Muốn thiết lập một cuộc hẹn, cái gì phải đặt một câu hỏi, đó là bây giờ tôi hẹn ai? Đầu tiên, câu hỏi đầu tiên đó là hẹn ai? Hẹn lúc nào? Hẹn thời gian bao lâu? Đầu tiên đó là phải có danh sách. Danh sách trả lời cho câu hỏi là hẹn ai. Rồi, xin một người cho biết là bao nhiêu danh sách thì đủ. Danh sách của một người để thành công với Amway, chuẩn bị thành công trong chuẩn bị là chuẩn bị cho thành công. Vậy thì chuẩn bị cho cái danh sách này là bao nhiêu thì đủ? Ai 100? Ai 100 nào? Rồi, chúc mừng tất cả các anh chị ha. Để chuẩn bị bước lên vũ đài của Amway, ít nhất là Platinum hoặc là ít nhất là 21%, các anh chị phải có 100 danh sách. 100 người trong cái danh sách đó. Vậy thì hiện tại bao nhiêu trong số các anh chị đã có danh sách 100 người? Bao nhiêu anh chị? Cứ chứ mạnh dạn giơ tay đi. Ok, tuyệt vời quá. Ở đây chỉ có một mình em Thu rồi ta. Cho em Thu nào một tay coi. Bao nhiêu anh chị đang có danh sách? 50 người. 50 người. Wow. Gọi là chị đã có danh sách 50 người rồi. Ok. Rồi còn lại mấy người kia là 70 hả hay sao? Trên trăm rồi, ok. Ai mà chưa có đủ danh sách 100 người thì hãy bổ sung ngay lập tức, bổ sung liên tục để làm sao chạm mốc 100 người. Càng sớm thì càng tốt, được chưa? Rồi, danh sách 100 người để trả lời cho câu hỏi hẹn ai. Thứ hai là hẹn lúc nào, đúng không ạ? Lúc nào, thời gian. Hẹn lúc nào. Vậy thời gian các anh chị phải có kế hoạch cụ thể, đó là hẹn, nhưng mà hẹn lúc nào, hẹn ta lúc nào. Thì vậy dĩ nhiên là những cái nào mình phải liên hệ đó, đúng không ạ? Rồi tiếp tục, hẹn tới để làm gì? Trời ơi, những cái câu hỏi này nó rất là đơn giản luôn, tưởng chừng nó rất là đơn giản nhưng mà không để ý tới, đúng không ạ? Hẹn ai? Hẹn lúc nào? Có nghĩa là cuối tuần hay đầu tuần? Hẹn 11 giờ đêm hay là hẹn 5 giờ chiều? Hẹn mà hẹn từ 11 giờ đêm về sau là có chừng đấy nhá. Chúng ta cho nên là chúng ta nên hẹn tốt nhất, nếu mà thời điểm hẹn tốt nhất đó là buổi sáng. Nhưng mà buổi sáng bận đi làm á thì chúng ta sẽ hẹn tùy vào thời điểm mà người đối tác của chúng ta sắp xếp. Đúng không anh chị? Vậy thì tại bởi vì là gì ạ? Mình đang muốn chia sẻ cho họ thì đầu tiên là mình nói giờ của mình, nhưng mà giờ của mình họ không đáp ứng được thì là phải phụ thuộc vào giờ của họ. Vậy thì giờ của họ đó là tùy vào giờ họ sắp xếp, có thể là cố định là 5 giờ đến 7 giờ hoặc là 7 giờ đến 9 giờ hoặc là 9 giờ đến 11 giờ gì đó. Nhưng mà sau 11 giờ thì chúng ta hạn chế hẹn, là bởi vì sau 11 giờ hẹn thì sẽ có chuyện lớn sẽ xảy ra. Rồi ok, rồi hẹn để làm cái gì và tới đây chúng ta hẹn để làm cái gì, tùy mối quan hệ của chúng ta đã có trước. Nếu như một người mới thì chúng ta chỉ tới hẹn để làm gì ạ? Để xây dựng mối quan hệ, đúng không ạ? Xây dựng mối quan hệ thì chúng ta có bao nhiêu cấp độ mối quan hệ thì chúng ta dựa vào đó chúng ta sẽ có những cái bài học tiếp theo, hoặc là chúng ta sẽ tự tìm hiểu những cái bài học tiếp theo ở bên ngoài ha. Hẹn tới để làm gì là tùy vào đối tác mà chúng ta đang gặp. Ví dụ như Nghĩa chẳng hạn, Nghĩa có một bạn đồng nghiệp, Nghĩa đã chơi quen biết với nhau từ lâu rồi, bây giờ Nghĩa hẹn ra uống cà phê thì mục đích của Nghĩa đó chắc chắn là để chia sẻ về Amway rồi, không có nói lang mang đâu khác nữa hết, đúng không anh chị? Hoặc là một người bạn thân của chúng ta, từ trước tới giờ chúng ta đã chơi thân với nhau rồi, bây giờ chúng ta đi làm Amway, chúng ta chắc chắn muốn có một
mục đích gọi là để chia sẻ cái cơ hội Amway, gọi là mang cái giá trị tốt đẹp này tới cho người bạn đó, thì chắc chắn chúng ta hẹn phải mục đích để là chia sẻ về Amway rồi. Vậy thì trong chia sẻ Amway thì sẽ có hai vấn đề để chia sẻ. Một đó là sức khỏe, và hai sẽ là cơ hội kinh doanh. Nếu như chúng ta nắm được cái phân tích được danh sách của họ, đó là họ đang có nhu cầu về sức khỏe cho ba người ấy, mẹ người ấy, ông bà người ấy, hoặc là chính người ấy, thì chúng ta chia sẻ về sản phẩm. Nhưng mà chúng ta nắm được cái nhu cầu của người đó đang là tìm kiếm một cơ hội, thì chúng ta ra là chúng ta sẽ chia sẻ về cơ hội. Được không các anh chị? Nghe kịp không ạ? Nghe kịp. Đó, vậy thì đó là những đối tác mà chúng ta đã gọi là đã xây dựng được mối quan hệ từ quý mến rồi, không ạ? Từ quý mến trở lên rồi, đúng không ạ? Tại bởi vì năm cấp độ mối quan hệ thì các anh chị còn nhớ không ạ? Năm cấp độ. Đầu tiên đó là quen biết, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị, hay là cả anh chị cùng nói với nghĩa luôn được không ạ? Các anh chị cùng điểm danh với nghĩa luôn để cho nó nhớ nhá. Còn năm cấp độ mối quan hệ đầu tiên đó là gì ạ? Quen biết, đúng không ạ? Quen biết. Thứ hai là gì ạ? Quen thuộc. Nói đi, chúng ta nói thì nó mới nhớ được. Quen thuộc. Thứ ba là gì ạ? Quý mến. Thứ tư là gì ạ? Thứ tư là gì các anh chị? Rồi xong rồi, xong rồi. Thứ ba là quý mến, thứ tư là gì ạ? Thân thiết. Thứ năm mới là tin tưởng. Phải không cái gì? Không hả? Ủa thế là cái gì? Tin tưởng là thân thiết hả? À, tin tưởng là thân thiết. Vậy thì nó 40 năm nó đổi chiều với nhau. Cho nó đổi chiều cũng sao? Rồi nhá. Rồi ok. Vậy thì dựa vào năm cấp độ mối quan hệ đó, nhưng mà người ta có một cái thống kê rằng nếu như mà để chia sẻ có kết quả tốt nhất, đó là ở cấp độ thứ ba, có nghĩa là từ quý mến trở lên, thì khi đó chúng ta chia sẻ thì sẽ có kết quả cao hơn là cấp độ là mới quen biết nha. Vậy thì rồi, đây là nghĩa đang nói về cái hồi nãy là mối quan hệ từ quý mến trở lên, đó là những người bạn của chúng ta hoặc là những người đồng nghiệp của chúng ta ha. Và bây giờ những cái người mới ở bên ngoài á, những cái người mà chúng ta mới thiết lập được cuộc hẹn, mà mới đi hẹn đi gặp cà phê lần đầu tiên á, thì chúng ta sẽ có những cái bước làm quen như sau. Mới gặp, mới tin lần đầu tiên á nha, mới gặp được cuộc hẹn lần đầu tiên á, thì chúng ta sẽ có những cái bước làm quen như sau. Một, dĩ nhiên đầu tiên là phải gì ạ? Phải hẹn tới rồi thì đầu tiên phải là gì ạ? Chào hỏi trước, đúng không ạ? Bắt tay chào hỏi, dành tặng cho đối phương một cái lời khen ngợi đầu tiên, đúng không ạ? Rồi, một, chào hỏi và khen ngợi, đúng không ạ? Trời ơi, hôm nay anh nghĩ anh có cái áo đẹp ghê luôn á, đúng không? Đấy, ví dụ chẳng hạn như vậy đó ha. Chào anh, hôm nay lâu lắm không gặp anh, hoặc là thông qua một bạn nào đó biết được anh hôm nay tới, thấy anh có cái áo đẹp ghê luôn á. Đúng không anh chị? Đấy, đó là một lời khen đấy. Vậy thì khi mình có cái lời khen như vậy, thì đầu tiên mình sẽ tạo được một cái thiện cảm cho đối tác, đối phương của chúng ta ha. Tạo một cái đối tác, đối phương của chúng ta. Chứ đừng mới gặp đầu tiên mà trời ơi sao anh này thấy nghe hôi hôi vậy, tanh tanh rồi anh. Anh có vẻ như hôi nách, anh về anh mua lăng khử mùi đi chẳng hạn. Ví dụ là chết rồi, đúng không ạ? Và đầu tiên thì mình phải tạo một cái ấn tượng đầu tiên, đó là khen ngợi ha. Dù người đó thế nào chăng nữa thì vẫn sẽ tìm được một cái điểm tốt từ người đó để chúng ta dành cho người đó những lời khen, đúng không ạ? Dĩ nhiên thì không, trên cái cuộc đời này không ai mà hoàn hảo được hết đâu, không có ai là điểm 10 hết đâu. Và họ sẽ có những cái điểm 7, điểm 8, điểm 4, điểm 5. Nhưng mà mình đừng tập trung vào điểm 4, điểm 5, điểm 7, điểm 8, mà mình hãy tập trung cái điểm 10 của họ, để mình cho họ chứng tỏ cho họ thấy rằng là họ tự tin. Khi họ gặp mình họ tự tin, họ có một cái gì đó để lại ấn tượng cho mình, đúng không anh chị? Đấy. Thứ hai là gì ạ? Một là chào hỏi, thứ hai là gì ạ? Dĩ nhiên là chúng ta qua chào hỏi thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau. Giao lưu với nhau thì đầu tiên là hỏi về gì ạ? Có thể là gia đình chẳng hạn, đúng không? Có thể là khai thác về gia đình. Anh đã có gia đình chưa? Chị đã có gia đình chưa? Hoặc là anh đi làm, nếu mà ở đây thì anh đi làm, anh lên Bình Dương này, quê anh ở đâu này? Anh lên Bình Dương này thì lên một mình hay lên với gia đình? Chẳng hạn, đó là những cái giao lưu với nhau. Chúng ta để khai thác cũng là những cái bình thường, nói chuyện với nhau bình thường.
Ở đây là khai thác về gia đình thì không vì một mục đích khác đâu. Ở đây chúng ta chủ yếu để giao lưu và tìm xem thử mối quan hệ của người này như thế nào thôi. Ha. Rồi trao đổi với nhau để biết được người này gọi là bạn, bạn của bạn thì ít nhưng mà bạn của bạn của bạn thì rất là nhiều đúng không ạ? Đường nào rồi người Amway cũng có khai thác là cũng có mục đích hết rồi. Đầu tiên là làm quen nhưng mà sau đó cũng có mục đích hết rồi. Đúng không ạ? Rồi, ở đây là ai là người mới tinh tình trình? Mới tinh mới vào Amway luôn. Mới tinh luôn. Có nhiều thế à? À, dạ, rồi rồi, cảm ơn. Rồi. Khai thác về gia đình đúng không? Gia đình người thân, cái này là khai thác để giao lưu chứ không phải khai thác để bằng tiền nhá. Gia đình người thân rồi tiếp tục là gì ạ? Công việc đúng không? Công việc công việc thì hỏi thế nào ạ? Đầu tiên thì hỏi thế nào ạ? Anh làm công việc gì đúng không? Anh làm bao lâu đúng không? Rồi công ty của anh dạo này như thế nào đúng không? Chắc là bên đó sao ạ? Đầu tiên mà hỏi câu hỏi thất nghiệp là xong rồi, mình đang làm người ta vui mà hỏi câu hỏi thất nghiệp là xong rồi. À, mình dù hỏi như thế nào không biết. Nhưng mà nói là chắc là công việc của anh đang tốt lắm đúng không? Tức mình hãy tập trung vào những cái gì tốt đẹp, đừng tập trung vào những cái gì mà chưa tốt đẹp. Tại bởi vì tôi gọi là gì ạ? Tập trung ở đâu thì ở đó mở rộng. Mình tập trung vào cái tiêu cực, tập trung vào những cái không tốt đẹp thì những cái đó sẽ mở rộng. Vậy thì mình sẽ nói rằng là chắc công việc ở bên anh tốt lắm. Đúng không? Còn tốt hay không thì từ người ta khai mà. Khi mình nói chuyện với nhau, đồng cảm với nhau thì từ người ta khai ra mình biết rồi. Đấy, vậy thì mình họ sẽ nói và trước khi họ nói thì mình cũng sẽ nói công việc của mình cũng sẽ nói công việc tôi là Nghĩa chẳng hạn, tôi vào đây đã có gia đình ở đây và tôi đã làm việc ở đâu đó, nhà tôi ở đâu đó ha, và công việc của tôi thì làm ở đó. Trước đây thì công việc cũng tốt, mình khai trước đi, khai thật với họ đi, trước đây thì công việc mình cũng tốt nhưng mà sau đó dần 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 rồi nó không được tốt lắm nữa, và bây giờ thì có vẻ như nó hoàn toàn nhìn thấy trong tương lai 3 đến 5 năm nữa thì cũng không biết nó đi về đâu. Đó thì mình kể như vậy để gì ạ? Đồng cảm. Rồi là họ cũng đồng cảm với mình, thì bắt đầu khi mà mình khai thác được cái điểm mà họ có một cái điểm chung rồi bắt đầu họ sẽ ngồi họ nói chuyện với mình và lúc đó bắt đầu thì sẽ nhiều chuyện rồi. Lúc đầu thì ít chuyện mà sau đó bắt đầu câu chuyện nó trở nên nó nhiều rồi bởi vì đồng cảm đấy đúng không ạ? Ở đây có ai đang công ty mà đang trong giai đoạn xém ở bên bờ thất nghiệp không? Có đúng không? Đấy. Hoặc là có ai đó cũng có công việc nhưng mà nó không được giống như mình mong muốn đúng không ạ? Thì vậy thì mình sẽ phải có một cái cơ hội ở bên ngoài. Các anh chị nghĩ ở bên ngoài bác sĩ họ có hạnh phúc với công việc của họ không ạ? Có không? Vẫn nghĩ như thế à? Các anh chị vẫn nghĩ như thế à? Thực sự là các anh chị là cũng cũng có thực cũng có là tốt đẹp thiệt nhưng mà đa phần thì không tốt đẹp. Chính không tốt đẹp đó thì mới có thời gian gần đây mới có nhiều người, mới có nhiều nhân viên nghỉ việc như thế. À, có những người bác sĩ giỏi họ bỏ việc họ ra ngoài như thế. Thì ở công việc nào, ở cái ngành nghề nào thì cũng có những bộ phận tốt đẹp nhưng mà cũng có những bộ phận ở đâu đó chưa được tốt đẹp. Đúng không anh chị? Ví dụ tầm mà cỡ phó giám đốc trở lên thì là tốt đẹp rồi. Nhưng mà từ đó trở xuống thì làm sao được tốt đẹp được? Thì dĩ nhiên họ phải đi tìm kiếm một cơ hội và họ đang cần một cơ hội ở bên ngoài. Chẳng qua là mình chưa khai thác đúng rồi. Chứ ai cũng đang cần một cơ hội bên ngoài hết. Đấy, rồi. Công việc. Gia đình, công việc. Rồi gì nữa? Có gì nữa không các anh chị? Sức khỏe còn nhiều lắm, còn nhiều, rất nhiều cái để mình khai thác trong đó. Có nghĩa là có những cái vấn đề gì mà mình khai thác được thì cứ khai thác. Nhưng mà khi họ đã nói được, đến ví dụ mình đang khai thác về gia đình người thân là cái này để giao lưu, mình không có đào sâu vào cái này nhiều, mình chẳng qua họ xã giao thôi. Mình đào sâu vào nhiều đôi lúc người ta cũng không tiện nói về gia đình của người ta đâu. Ví dụ hỏi mà anh đã có người yêu, anh có vợ rồi, anh đã có mối quan hệ nào bất chính ở bên ngoài hay chưa, hoặc là đang anh đã có bồ gì bên ngoài thì chắc chắn là người ta không có khai rồi. À, mà mình chỉ giao lưu để biết thôi. À, và cái vấn đề
về công việc và sức khỏe thì mình nên đào sâu ở trong đó, bởi vì đó là gì ạ? Đó là giá trị mà mình cần tìm. Vậy thì mình chỉ tập trung họ nói đến công việc của tôi. À, công việc của tôi dạo này thì hồi trước thì cũng giống như anh vậy đó, cũng tốt đẹp, nhưng mà sau này bây giờ thấy có vẻ như là nó giảm lương, rồi giảm cắt giảm mà nhân lực, công ty nó cắt giảm nhân lực, cắt giảm biên chế, rồi bắt đầu tôi cũng không biết là được nay mai gì có tồn tại ở đó nữa hay không. Thì bắt đầu mình ra phát trúng cái điểm của ta rồi, thì lúc đó là mình bung cái cơ hội mà mình đang có ra cho người ta, đúng không anh chị? Đúng ạ. Rồi vậy thì ở trong này dĩ nhiên trong cái sức khỏe và công việc thế này, qua cái quá trình mà mình giao lưu với nhau thế này, thì mình ở trong này mình sẽ pha lẫn vào đó, pha lẫn vào đó những cái khiếu mà hài hước của mình nếu có, để tạo cái mối không khí tự nhiên cho hai người. Đừng để căng thẳng quá, khi mà mình ngồi tra hỏi giống như công an mà căng thẳng quá thì nó cũng không hay. Ở lúc đó thì người ta có nói hết mình đúng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì trong cái quá trình mà mình giao lưu chia sẻ như vậy á, thì ai mà có những cái khiếu hài hước thì mình có thể pha lẫn vào đó một chút để cho thả lỏng cái tâm thái, cái trạng thái, cái tinh thần nó thoải mái lên, thì khi đó người ta có thể là gì ạ? Tự nhiên và nói chuyện với mình được nhiều hơn đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái thứ yếu tố thứ hai. Thứ ba là gì ạ? Đây, pha hài hước nha, pha một chút hài hước lên. Nghĩa thì không có hiếu hài đâu, không biết các anh chị có hiếu hài hay không. Ở đây có anh chị nào là tay hài nào? Ở đây có anh chị nào tay hài cho Nghĩa một cánh tay nào? Ồ, anh Sơn là có tay hài đúng không? Mình không hài nữa thì mình cũng phải hài, đó là phải hài lòng. Đúng ạ, mình không tạo được hài hước thì mình phải hài lòng. Vậy thì ở trong này ít nhất trong quá trình giao lưu các anh chị cũng không bao giờ được có những cái cử chỉ hoặc là những cái ánh mắt hoặc là những cái gì mà nó không gây thiện cảm. Vậy thì chúng ta phải cười, đặc biệt đó là phải giữ một cái trạng thái đó là thế này. Cười đúng không ạ? Luôn luôn phải tỏ vẻ là sự vui vẻ, giao lưu là phải vui vẻ. Nếu như giả sử mình không tạo được không khí cười thì mình cũng từ tạo không khí cười, và không khí cười thì nghĩa là chị đó đúng không? Đấy, tạo không khí pha chúng hài hước để cho vui vẻ trong cái cuộc nói chuyện. Rồi tiếp tục thứ ba đó là sẽ trong cái quá trình mà khai thác như vậy thì sẽ có một câu hỏi. Thế thì cái câu hỏi thứ ba là gì ạ? Trong cái vấn đề gia đình sức khỏe này này, mình có thể khai thác thêm một chút nữa, đó là đối với anh, đối với anh chị á, đối với anh hay chị hay đối với bạn hay đối với ai đó ha, thì cái điều gì là điều quan trọng nhất ngay lúc này? Điều gì là quan trọng nhất đối với các anh chị ngay lúc này? Có nghĩa là những cái nguy cơ ở bên ngoài vậy đó, những cái khó khăn mà mình gặp đấy đó. Rồi bây giờ cái câu thứ ba đó là đối với các anh chị thì điều gì là quan trọng nhất ngay lúc này? Điều gì là quan trọng nhất? Với bạn lúc này. Vậy thì cái câu này á là câu mà họ trả lời cho mình để mình có thể khai thác. Họ có thể nói đối với tôi bây giờ là cha mẹ là trên hết. Đối với một cái người con mà chưa có gia đình đúng không ạ? Chưa có gia đình thì đầu tiên của cái người đó là cha mẹ là trên hết. Tôi giờ làm sao để muốn cho được mẹ tôi bớt khổ, cha tôi bớt khổ. Cha tôi được đi đây đi đó, mẹ tôi không phải vất vả, mẹ tôi không phải làm lụng mỗi ngày. Mẹ tôi không phải làm, ví dụ như có nhiều người cùng, có thể là cha mẹ tới bây giờ là 60 tuổi, 70 tuổi, thậm chí vẫn phải đi làm những cái công việc nặng nhọc ở bên ngoài. Thì cái người con mà có hiếu thì họ nói là đối với tôi muốn giải quyết một cái vấn đề đó là giúp cho cha mẹ của tôi được nghỉ ngơi ngay lúc này, mang lại cái niềm vui vẻ nhất cho cha mẹ tôi ngay lúc này. Thì đó là một sự báo hiếu của họ. Và những cái người như thế thì mình nên tập trung vào họ, bởi vì những người mà đã có cái tâm lớn như thế chắc chắn họ sẽ cái khát khao lớn để thực hiện được cái ước mơ của họ. Vậy thì mình có thể chia sẻ cho họ cái câu chuyện công việc ha. Cũng có thể nói rằng là cũng có nhiều người họ đâu đó cha mẹ của họ thì là gọi là yên bề gia thất hết rồi, có điều kiện tốt hết rồi, họ không cần phải nặng gánh về cái này nữa. Thì bắt đầu họ nói rằng là tôi muốn có một cuộc sống lúc này là muốn có một cuộc sống tự do,
Tôi muốn có một cái làm việc mà tự do, mà tôi giống như tôi thích làm gì tôi làm, tôi thích đi đâu đi, à tôi muốn làm gì làm, mà muốn làm với ai làm chẳng hạn. Đó thì đó là có nhiều người cho họ muốn như thế. Còn có nhiều người bắt đầu là lớn lớn tuổi rồi thì họ nói tôi làm sao để mà giờ kiếm được thu nhập ổn định một tháng ví dụ như 20-30 triệu gì đó, tại bởi vì hồi trước tới giờ tôi làm được có 10 triệu à. Bây giờ tôi muốn kiếm thu nhập khoảng 20-30 triệu gì đó để là gì ạ? Lo đảm bảo cho gia đình của tôi và đảm bảo cho con cái của tôi sau này nó có được một cuộc sống, đó là học tập ở những cái trường tốt nhất, hoặc là đi được ở lên đây sống với tôi chẳng hạn, đưa con cái lên đây cùng sống với tôi ở thành phố chẳng hạn, vân vân đó chẳng hạn. Thì đó là cũng những cái mong cầu rất là chính đáng, đúng không anh chị? Đúng nào? À, và có nhiều người thì họ thương vợ, họ nói rằng là tôi bây giờ tôi muốn làm sao để có đảm bảo tài chính, đảm bảo thu nhập tài chính, rồi có được thời gian rảnh rỗi để đưa vợ đi du lịch, hoặc là đưa con đi đây đi đó, hoặc là cho vợ đỡ bớt đỡ vợ đỡ cho bớt vợ bớt cực, vợ bớt cực ha. Tại vì vợ thì là khổ vì người phụ nữ thì họ khổ vì họ khổ vì gia đình bên nội bên ngoài, khổ vì con, khổ vì chồng, có bao nhiêu cái khổ đổ lên đầu phụ nữ. Nhưng mà cái người đàn ông thì chỉ có một cái khổ, đó là khổ vì người phụ nữ. Cho nên chúng ta hãy thông cảm cho người đàn ông ha. Chúng ta cái này là nghĩa pha pha chút cho nó hài hước, chúng ta đỡ buồn ngủ nhé, đỡ buồn ngủ. À, rồi ở đây thì cái câu hỏi này vẫn là câu hỏi quan trọng, cho mình đánh vào khi mà họ có một câu trả lời á, cái câu trả lời mình giống như nghĩa nói gì đó, thì lúc đó mình nói về thì bây giờ có một cái cơ hội. Thì câu hỏi cái câu mà câu số 4 là câu quyết định ha. Vậy thì bây giờ hỏi lại bạn ơi, thế thì nếu mà liệu liệu bạn cái công việc của bạn ngay lúc này á, mà bạn tiếp tục làm, bạn tiếp tục làm, tiếp tục làm, thì theo bạn thì bao thời gian bao lâu thì bạn đạt được những cái giá trị mà bạn đang cần, đúng không anh chị? Đúng ạ. À mình sẽ hỏi một câu, đó là vậy thì công việc của bạn hiện tại, ví dụ như Nghĩa chẳng hạn, này công việc của Nghĩa hiện tại là bác sĩ, thế thì mất thời gian bao lâu để Nghĩa đạt được những cái giá trị đầu tiên, đó là sự tự do, thứ hai đó là tài chính có nhiều, còn là có thu nhập cao, thứ ba là có thời gian để mà đi chơi đi đây đi đó, thứ tư đó là báo hiếu được cho bố mẹ. Vậy thì thời gian của mình mất bao lâu với cái công việc hiện tại của mình để đạt được những cái giá trị này? Thế thì họ sẽ có câu trả lời, đúng không ạ? Nếu như họ chưa có câu trả lời thì mình cùng với họ để phân tích, đúng không ạ? Phân tích là ví dụ như lương của anh hiện tại bao nhiêu một tháng chẳng hạn, họ nói là lương của tôi 20 triệu một tháng. Thì theo các anh chị mà 20 triệu một tháng thì các anh chị có thể đạt được những cái giá trị này không ạ? Chắc chắn là không thể rồi. Mà nếu mà có thể thì mình cộng lại, vậy thì một tháng 20 triệu thì một năm sẽ là được bao nhiêu ạ? 240 triệu. 240 triệu thì 10 năm mới được 2 tỷ tư. Vậy thì nếu mà khâu miệng lại rồi thì đóng cửa lại, không đi đâu hết thì ở nhà thì vẫn còn 2 tỷ tư. Nhưng mà nếu mà mình ăn không phải là ăn xài nha, mình phục vụ cho con cái rồi trong gia đình sinh hoạt nữa, thì đảm bảo với anh chị đó là không dư được 1 tỷ nào hết luôn, không dư được 100 nào hết luôn với công việc hiện tại, đúng không? Rồi thứ tư đó là công việc mà bạn đang làm. Có giúp bạn thực hiện được ước mơ hay không? Câu số 5. Chắc chắn câu trả lời này của họ sẽ là không, hoặc là có. Có thì mình sẽ hỏi tiếp một câu nữa, thì thời gian bao lâu thì thực hiện được? Mình phải có thời gian cụ thể, đã có là phải có thời gian cụ thể. Vậy thì họ sẽ nói rằng là không biết, không biết thì mình phân tích cho họ luôn, không biết thì phân tích cho họ luôn, đúng ạ. Rồi tiếp tục, nếu như mà có thể nữa thì mình sẽ hỏi một câu nữa, đó là vậy thì bạn đã có kế hoạch gì, đã có dự định gì trong tương lai? Tương lai mà phải tương lai gần nhá, chứ không phải là tương lai là 30 năm sau nhá, mà phải là tương lai gần.
Chứ còn nếu mà báo hiếu mà chờ 30 năm sau thì là xong rồi. Bây giờ là 40 tuổi rồi mà đợi 30 năm sau mới báo hiếu là xong rồi. Đúng không? Vậy thì mình phải hỏi đó là bạn đã có dự định gì? Hay là đã có kế hoạch gì cho tương lai gần của bạn đó là 3 đến 5 năm nữa hay chưa? Đúng không anh chị? Có nhiều người nói à tôi mở quán cà phê. Tôi đang chuẩn bị để mở quán cà phê. Đang chuẩn bị ý tưởng để mở quán cà phê. Mà họ chuẩn bị từ đầu năm ngoái tới bây giờ họ vẫn chưa mở được. Đúng không? Có nhiều người họ vẫn vạch ra cái ý định đó là tôi có ý định mở quán cà phê. Nhưng mà chuẩn bị hơn một năm rồi vẫn chưa mở được quán cà phê. Là bởi vì còn nhiều yếu tố. Thứ nhất là sợ. Thứ hai là vốn. Thứ ba là gì ạ? Mặt bằng. Thứ tư là vân vân ở bên ngoài. Thế thì họ nói thì mình cũng phân tích cho họ luôn. Một cái quán cà phê bây giờ mở thì hết. Phải là địa điểm tốt này. Mặt bằng là phải tốt này. Chi phí của một mặt bằng tốt thì bao nhiêu này? Bao nhiêu này? Rồi thì phải đầu tư cho một cái quán cà phê thì mất bao nhiêu này? Rồi sau khi mà đầu tư rồi thì mình phải đi tìm kiếm cái người pha chế gọi là để làm cho cái sản phẩm của mình nó tốt lên. Vậy thì phải chuẩn bị ba thứ. Một là sản phẩm, hai là vốn, ba là kinh nghiệm. Bốn là một chút anh chị chút trong đó nữa để mà chọi với đời bên ngoài nữa ha, đúng không? Vậy thì nó sẽ có rất là nhiều rủi ro trong đó. Và mình sẽ lấy một số ví dụ là những cái quán cà phê, những cái chuỗi cà phê ở bên ngoài, ví dụ như Highland Coffee thì bây giờ cũng thông báo là lộ, hàng năm là vẫn thông báo là lộ, những cái chuỗi cà phê lớn như vậy vẫn lộ. Thế thì mở quán cà phê liệu có khả thi không ạ? Không, ở đâu đó là không. Vậy thì bây giờ hôm nay Nghĩa tới đây, hôm tên mình tới đây, mình mang tới đây một cái cơ hội muốn chia sẻ với bạn. Nếu như bạn dùng tâm tập trung với nó khoảng 3 đến 5 năm, không những bạn đạt được những giá trị như thế này, đạt được những giá trị mà như bạn mong muốn, mà còn có thể gây cho bạn sự bất ngờ là có thể đạt được những giá trị mà trước đây bạn chưa từng nghĩ. Có nghe anh chị? Các anh chị nghĩ Amway có thể được như vậy không ạ? Đó, vậy thì ở đây cái câu thứ 5 đó là câu chốt hạ. Nếu à, hôm nay luôn chứ không nếu nữa, hôm nay mình mang tới một cơ hội chia sẻ với bạn. Nếu bạn dùng tâm lắng nghe, nếu bạn dùng tâm lắng nghe và sau khi lắng nghe bạn tập trung tìm cách làm nó thì khoảng 3 đến 5 năm sau có thể giúp bạn không những đạt những giá trị mà bạn mong ước mà còn giúp cho bạn có thể đạt được những giá trị mà bạn trước đây không dám mong ước. Có nghe gì? Có mà. Nghĩa trước đây có bao giờ Nghĩa nghĩ rằng là Nghĩa được đi du lịch, đưa vợ đi du lịch ở nước ngoài mà hai vợ chồng đâu? Không bao giờ nghĩ đó. Nhưng mà bây giờ điều đó nó tới liên tục. Nó tới bất ngờ, điều đó là một điều bất ngờ. Đấy. Trước đây thì Nghĩa chỉ nghĩ rằng đó là từ khi mà Nghĩa đi vào làm Amway, Nghĩa chỉ nghĩ rằng là Nghĩa chỉ tìm kiếm đâu đó cỡ khoảng thu nhập 30 đến 50 triệu mà thôi. Mà hồi đó nói thực sự là mong muốn kiếm thu nhập khoảng 20 triệu mà thôi. Nhưng mà rồi dần dần tới thì cái số tiền đó nó bắt đầu có rồi thì bắt đầu mình lại là tỏ vẻ mình muốn lòng tham hơn. Đó là muốn trở thành là Diamond, muốn trở thành FC trong Amway. Giống như lãnh đạo Lan sáng nay phân tích. Đúng không ạ? Và khi mình đạt được những điều đó rồi thì có những cái điều mà mình không thể mơ ước được. Đó là mình bây giờ mình muốn về thăm bố mẹ mình lúc nào cũng được. Muốn đi giờ nào cũng được, muốn đi lúc nào cũng được. Rồi muốn đi đâu cũng được luôn. Thậm chí là mới đi 3 ngày mới đi Tân Phú Đồng Nai mới đi chơi về. Nói chung là trước đây nếu giả sử đi mà lại là đi vào thứ năm, đi vào những ngày làm việc của người ta làm việc trong tuần thì đó mà gọi là đẳng cấp, chứ không phải là chơi đến cuối tuần. Mà có nghĩa là thích đi lúc nào là đi. Cái điều đó là mình không thể nghĩ tới. À, và đi từ hôm thứ năm thì bây giờ mới về. Bây giờ chủ nhật thì mới về. À, thế thì đó là một công việc mà mình hoàn toàn trước đây không thể mong ước được. Và có nhiều điều có thể xảy ra, sắp tới có thể xảy ra nếu như mình lỡ máy mà nó lên Diamond, lên FC. Thì là có nhiều điều bất ngờ mà trước đây mình không dám mong ước được, không dám mơ ước. Và kết quả của Amway. Và đấy là câu hỏi này. Cái câu hỏi này là câu hỏi giúp chúng ta chốt hạ. Khi mà tới đây rồi thì các anh chị có phải là gì ạ? Là thành công rồi đúng không? Khi mà chia sẻ tới đây rồi các anh chị là thành công rồi đúng không ạ? Thế ngồi lúc này là ngồi Minh Họa Sản Phẩm, ngồi OBB đúng không?
ngồi mới hòa sản phẩm, ngồi OB. Còn cách phối hợp như thế nào để OB thì hồi sáng là lãnh đạo Mai Hành đã chia sẻ đó đúng không? Đúng không anh chị? Đấy, vậy thì câu chuyện của Nghĩa chiều nay chỉ có chia sẻ như vậy thôi. Và Nghĩa còn một ít thời gian thì Nghĩa có thể là đóng vai cho một vài bạn thì lên đóng vai với Nghĩa để cho nó có thể có cái chỗ nào đó mà nó chưa được thông á thì mình có thể điều chỉnh. Được không anh chị? Được không ạ? Chúng ta cho một tràng pháo tay đi nào. Có phải không anh? Có vẻ như buồn ngủ đúng không ạ? Bây giờ buồn ngủ đúng không ạ? Giờ này là giờ buồn ngủ rồi ha. Vậy thì ở đây hỏi hồi nãy có chị nói là chị chưa hẹn được một cuộc hẹn nào hết. Đúng ạ. Chị có được danh sách là hồi nãy chị nói là 50 người rồi. Nhưng mà chị có thể đứng lên giao lưu với em một tí được không ạ? Thế thì vì sao mà chị chưa hẹn được? Chị không dám hẹn hay là chị hẹn mà người ta không tới? Dạ chị cứ đứng đó đi ạ, chị cứ đứng đó đi ạ. Giờ thì chị mới hẹn có một người đúng không? Ba người đều có về gia đình như vậy à? Dạ. Rồi cho chị một tràng pháo tay đi ạ. Cho chị một tràng pháo tay. Vậy thì chị có tiếp tục hẹn nữa không ạ? Có, đúng rồi, cho chị thêm một tràng pháo tay nào đi. 50 người mà mới có 3 người thôi, vẫn còn 47 người. Và kim cương thì nó nằm ở số 47 còn lại. Đúng ra gì? Kim cương nằm ở số 47 còn lại. Để chia sẻ một bí kíp. Đó là khi hẹn người á, chúng ta đừng có thấy hẹn một người họ họ chắc họ đồng ý với mình là thôi mình không hẹn nữa. Đúng không anh chị? Mọi việc đều có thể xảy ra kể cả mình mà. Vậy thì vì sao chúng ta phải đi làm Amway? Là bởi vì Amway cũng giống như đi hẹn người vậy đó, nó là một công việc dự phòng. Amway được gọi là một bánh xe dự phòng để cái công việc mà chúng ta đang làm á nó không biết đứt gãy lúc nào, nó không biết là thế nào lúc nào. Cho nên là mình phải trong hẹn người cũng giống như làm Amway trong cuộc đời này, đó là một bánh xe dự phòng. Vậy thì hẹn người, khi mình đã hẹn một người rồi, họ đồng ý rồi, tiếp tục hẹn người nữa, tiếp tục hẹn người nữa. Và gì ạ? Nếu như hẹn ba người đi đại hội thành công một lúc mà nó có rớt đi hai người thì vẫn còn một người, đúng không anh chị? Nếu lỡ nó có rớt 75% đúng không ạ, là hai người rồi thì vẫn còn được 25%, đó là một người. Vậy thì để 30% chứ, hơn 30% chứ đúng không ạ. Vậy thì xác suất để chúng ta hẹn người đó là hẹn có thể là bốn người, hẹn bốn người cũng giống như làm năm quay mà làm bốn nhánh gì đó, để lỡ ba nhánh nó không làm thì vẫn còn nhánh. Chứ không mà hẹn ba hẹn một người mà một người nó không làm luôn, nó buồn, ở nhà buồn đấy. Nhưng mà không sao hết, cái đó là một cái mà những cái khó khăn đó giúp cho chị có thể là có một bài học đúng không, giúp cho chị trưởng thành hơn. Và chính ngày hôm nay thì chị về lần sau chị hẹn là chị hẹn đừng có hẹn một người giống như mình vậy. Mình hẹn với những cuối tuần này mình đi gặp, mình hẹn đi gặp OBB, nhưng mình hẹn có một người à, đến cuối cùng hẹn thứ bảy mà đến tối thứ sáu thông báo đổi ý mất, hôm nay là ở nhà có việc gấp về quê. Thế thì có nghĩa là cái ngày thứ bảy mình trống đúng không? Vậy thì bây giờ mình hẹn một người vào buổi sáng, hẹn tiếp một người buổi trưa, và hẹn tiếp một người buổi tối.
Thậm chí có nhiều người mà làm một một ca mà một ngày mà 3 ca OEB như vậy thì 3 năm lên diamond đúng không? Vừa được ai chia sẻ nhỉ? Một ngày 3 ca OEB thì 3 năm lên diamond. Vậy thì có phải là mình hẹn gặp 3 người trong cùng một ngày, nếu như mà mất đi cái người buổi sáng thì không sao hết, vẫn tới đó ngồi uống cà phê, vẫn nghe ghi âm để lấy năng lượng và tiếp tục cho cuộc hẹn buổi trưa. Lỡ mai buổi trưa mà cái người đó nó oie gì đó, nó không liên lạc được, thì tiếp tục nghe ghi âm để cho cuộc hẹn buổi tối, thì nó không có mất năng lượng. Nhưng mà nếu như mình hẹn một người mà rồi một người họ có việc, họ đột xuất thôi, họ không gặp được mình, tự nhiên về mất năng lượng, đắp mền ngủ, 2 ngày sau rời khỏi Amway luôn. Rời khỏi Amway có nghĩa là rời khỏi mục tiêu và rời khỏi ước mơ, đúng không anh chị? Đúng ạ. Đấy, vậy thì ngày mai chị đã có tự tin để tiếp tục hẹn người chưa? Có. Đúng rồi, hẹn hoài đúng không? Rồi, cho chị 100 phát tay. Tuyệt vời quá. À, rồi bây giờ hết chưa? Trà uống đã. Cho 5 phút nha, cho 5 phút giao lưu với một người. 5 phút giao lưu với một người nào đứng lên giống như kiểu mà thiết lập cuộc hẹn đấy. À, nghĩa là thiết lập cuộc hẹn đấy, nghĩa là người chủ đi ha. Nghĩa đóng cái vai chủ và cái người đó là người mà đối tác của nghĩa hẹn ha. Đúng không ạ? Ở đây ai lên nào? Ai lên? À. Rồi, có nghĩa là cái cuộc hẹn đấy nghĩa là thiết lập từ trước rồi. Bây giờ mời chị Thùy ha, mời chị Thùy lên ha. Em Thùy ha. Rồi xin chào. Yeah. Ồ, hôm nay em đẹp quá. Được không anh chị? Đúng ạ. Đầu tiên gì không biết, tay mắt, mặt mừng và khen. Đúng ạ. Hôm nay đẹp quá ha. Đấy thế. Đúng không? Thế thì ngày hôm nay rất là may mắn, được rất là vinh dự có một cuộc hẹn để gặp chị. À, và chị ở đây có sao? Chị cách đây sao? Khá xa hả? À, đi mất bao thời gian, mất bao lâu? 30 phút ha. Ồ, tuyệt vời quá, em rất là trân trọng mối quan hệ này. À, đó, đúng cái gì? Mình đầu tiên mình phải hẹn như thế. Phải quan tâm đến cái chặng đường mà người ta đi xa. À, để trân trọng đó là người ta đã bỏ 30 phút. Nghĩa bỏ 30 phút từ Nhị An chạy lên đây. Đấy, để hẹn gặp chị Thùy. Đúng ạ, và chị Thùy chắc ở đâu đó cũng ở Bình Dương lên đây đúng không? À, thế thì chị lên đây thì chị có thời gian bao lâu? 1 tiếng đồng hồ. À, vậy thì cho nghĩa hỏi là chị đi đi như vậy thì chị sắp xếp công việc ở nhà như thế nào? Tự sắp xếp được. À, rồi. Hôm nay ngày nghỉ. Vậy lỡ mà cái mối quan hệ này, cái mối nói chuyện này, cuộc nói chuyện này mà nó kéo dài cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi thì chị có hài lòng không? Cũng tùy. Tùy. Hài hước các anh chị, cái đó đang cũng hài hước á ha. À, thực sự thì nghĩa sẽ rút ngắn thời gian khoảng 2 tiếng thôi. Đấy, đúng không? Lâu lâu mình phải pha cái cho nó tự nhiên cái, à, nói chuyện cho nó tự nhiên. À, đây. Thế thì chị Thuy là có gia đình rồi nhỉ? Dạ, em có gia đình. À, có gia đình. Thế, chồng chị cũng làm cùng công việc luôn hay sao? Không. À. Thế thì bây giờ chị ở trên này là với chồng con, gia đình, bố mẹ hay sao? Không, em ở mình. Tại thì quê chị ở đâu? Quê em ở Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk. Ừ. Thì bao lâu thì chị Thùy về Đắk Lắk thăm gia đình một lần? Công việc khó khăn nhưng cũng chưa sắp xếp được. Vì đi làm rất là khó nghỉ để về. À, vậy chị Thùy đang làm công việc gì mà khó khăn như thế? Em đi làm sale, em hàng tiêu dùng. Cho hàng tiêu dùng. Em đi làm từ thứ 2 đến thứ 7, chị được nghỉ ngày chủ nhật. Thứ 2, thứ 7. À, làm sao như vậy thì mình phải mất thời gian là một ngày là bao nhiêu tiếng? Sẽ tầm từ 7:30 tới 4:30. 7:30 đến 4:30. Thời gian đó là công ty quản lý mình hay là mình tự quản lý? Mình tự quản lý. Công ty cũng có quản lý qua. Công ty quản lý qua web, có nghĩa là định vị, gắn định vị. À. Rồi ví dụ như lâu 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 mình đi đâu đó thì công ty biết đúng không? Chứ trường hợp tắt luôn điện thoại. Lâu lâu mình cũng phải hết pin chứ đúng không? Lâu lâu mình phải cho nó hết pin, mình bảo về công ty là hết pin. Đúng không?
Có nghĩa là tự do mà không tự do. Tự do mà không tự do đúng không? À, thế công việc của chị như vậy là chắc là đi nhiều đúng không? Chị đi nhiều thị trường. Dạ. Đi thị trường nói chung là hầu như là ở trên đường. Vậy công việc tốt nhỉ? Công việc của chắc tốt, chắc thu nhập cao đúng không? Thì cũng nó không có cao nhưng mà gọi là cũng nếu mà so với cái mặt bằng công việc với một người nhân viên mà không có bằng cấp thì đó là được. Chị làm được bao nhiêu năm rồi? Sale cũng là 7 năm. 7 năm rồi, bây giờ chắc giàu lắm nhỉ? Đúng không? Chắc giàu lắm đúng không? Việc này chỉ làm chỉ đủ sống, nó bị giàu. Tổng qua ngày thôi. Chờ ngày. Chờ thôi. Hãy lộ ra không các anh chị? Để hỏi như vậy lộ ra, bắt đầu lộ từ cái công việc của họ ra rồi. Cái công việc thì vẫn giống như hồi nãy nhà nói vậy đó, à, đủ sống qua ngày và chờ ngày qua cầu đúng không? Và ai cũng như thế hết. Rồi bắt đầu đến công việc luôn này, đến công việc. Thế thì chỉ có hiện tại bây giờ thì như chị là chị đi làm như vậy thì chị mong muốn là chị đạt được những điều gì trong công việc hiện sống? Thì em đi làm em cũng chỉ muốn ổn định cuộc sống với lại lo cho các con, muốn mua một ngôi nhà để hai con ổn định. Như thế nào thì gọi là ổn định theo chị? Có cái nhà cũng ít nhất phải tầm 500 triệu đến 600 triệu có được cái nhà, và thu nhập mỗi tháng thì cũng phải liên quan tới 10 đến 15 triệu có thể là ổn định để lo cho gọi là cuộc sống bình thường. Tuyệt vời quá. Ngoài ra chị có mong muốn điều gì nữa không? Mong muốn thì nhiều lắm nhưng mà thực tế thì chị dám mong đến đấy thôi. Tại sao chị không dám mong? Tại vì mình thấy cuộc sống của mình như vậy thì mình đâu có thể mình biết thực tế là nó sẽ không khó để mà đạt cái. Họ kêu là trèo cao tới đâu thì đang trèo cấp tốc thôi, đang té ở đâu. Trèo cao thì mới có trái ngon. Ở đằng dưới người ta hái hết rồi. Đúng không anh chị? Ở đằng dưới thì làm sao có trái ngon được? Trèo cao thì mới có trái ngon chứ. Ở dưới thì người ta vội lên người ta hái rồi. Làm gì cũng vậy hết mà đúng không? Đua chơi vậy thôi đúng không? À, rất là tốt, những cái ước mơ của chị thì đúng rất là mong muốn ha. À, thì theo chị thì những cái mơ ước của chị đó là những ngôi nhà rồi cho con đầy đủ cuộc sống như vậy thì bao chị mất bao lâu thì trong công việc của chị thì chị đạt được điều đó? Nếu mà thuận buồm xuôi gió hoặc là cứ đều thì cũng có thể tầm 10 năm. Tầm 10 năm nhưng mà phải đều đều, phải thuận buồm xuôi gió nữa. Thì trong cuộc sống của chúng ta có cả anh chị có tin nó sẵn buồn xuôi gió không? Không ai tin được nó sẵn buồn xuôi gió hay không. Chưa biết ngày mai đến trước hay là kiếp sau đến trước đúng không? Đúng không? Trong cuộc sống hiện tại thì chưa biết kiếp sau đến trước hay ngày mai đến trước. Đó là nghĩa phải chẳng định một điều nhé. Thế thì không có một cái gì mà thuận buồm xuôi gió hết. Ok, tuyệt vời, những ước mơ của chị tuyệt vời. Thì hôm nay Nghĩa hẹn gặp chị, Nghĩa có một cái cơ hội mà giúp cho chị có thể rút ngắn được thời gian từ 10 năm mà chị đang mong manh như vậy, chị rút xuống là khoảng 5 năm mà chị có thể đạt được tất cả những ước mơ của chị. Chị có sẵn sàng cho em xin 30 phút em chia sẻ không? Nghe thì thú vị nhưng mà thấy nó mong luôn lắm. Sợ sợ. Thôi đường nào cũng ở đây rồi thì em anh cứ chia sẻ em sẽ lắng nghe. Yeah. Sợ sợ đúng không? Nghe mà vẫn sợ cái là tâm nghi ngờ đúng không? Cảm ơn chị. À, có nghi thì có ngộ đúng ạ. Tiểu nghi thì hiểu ngộ mà đại nghi thì đại ngộ. Có nghi là được rồi. Thì mình là người đi giải quyết cái nghi ngờ cho người ta mà đúng không? Cái người mà chiến thắng trong Amway đó là người giải quyết được tất cả những cái nghi ngờ của anh ta. Giải đáp những nghi ngờ của anh ta. Ở bên ngoài chẳng có ai đi làm Amway đầu tiên ở trong cái khán phòng này. Có ai mà đầu tiên chia sẻ làm Amway mà nhận lời vào đi làm đi không? Có ai mà không nghi không? Ở đây có ai không nghi không? Không đúng không? Không có ai đi vào cái môi trường này nghe nói kinh doanh mà có từ đa cấp trong đó mà lại không nghi ngờ hết. Họ đều nghi ngờ hết. Nhưng mà sao ạ? Mình là người giúp họ giải quyết được cái nghi ngờ đó. Thì đấy là sứ mệnh của mình mà.
Đúng không anh chị? Ở đây hỏi anh Cư có nghi ngờ không? Có mà, anh Cư ngồi sau kìa. Chính vì anh nghi cho nên bây giờ anh mới phải ngồi đấy. À, mà anh nghi cho nên anh mới đẹp như thế. Chứ nếu trước đây mà anh không có cái nghi ngờ thì làm sao mà có được như vậy, có được những giá trị đó. Đó là giá trị mà không thể mua được bằng tiền. Giá trị mà sức khỏe và sắc đẹp thì không mua được bằng tiền, đảm bảo với các anh chị luôn. Có nhiều người ở bên ngoài có rất rất là nhiều tỷ ở bên ngoài nhưng mà không bao giờ có được. Giống như đẹp, giống như nghĩa, bây giờ làm sao ở bên ngoài mà có tiền mua được. Đúng không anh chị? Rồi, cho rằng vào đây đi ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị.